Niềm tin ánh sáng. Niềm tin ánh sáng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Niềm tin ánh sáng trên kênh giao thông quốc gia, tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị cùng đến với hội nghị sơ kết sau 5 năm thực hiện kết luận số 73 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 10, khóa 10 tiếp tục thực hiện chỉ thị số 51 ngày 12 tháng 4 năm 1989 của ban bí thư trung ương Đảng khóa 6 về việc giúp đỡ người khiếm thị do hội người mù Việt Nam tổ chức. Tiếp theo chương trình là những chia sẻ của ông Phạm Văn Tuấn, chủ tịch hội người mù tỉnh Hải Dương về những kết quả từ việc thực hiện kết luận số 73. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng gặp gỡ anh Trần Hoàng Huỳnh, hội viên hội người mù quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe nội dung chi tiết. quý vị và các bạn, vừa qua Hội Người Mù Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện kết luận số 73 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 10 khóa 10, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 51 ngày 12 tháng 4 năm 1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 6 về việc giúp đỡ người khiếm thị. Đây không chỉ là dịp để đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế mà còn là cơ hội để người khiếm thị bày tỏ tâm tư nguyện vọng với Đảng, nhà nước và cùng nhau vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Mở đầu chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay, chúng tôi có phản ánh về những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện kết luận số 73. Thưa quý thính giả, ngày 12 tháng 4 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 6 đã ban hành chỉ thị số 51 về việc giúp đỡ hội người mù Việt Nam sự ra đời của chỉ thị đã khẳng định sự quan tâm của Đảng nhà nước đối với người khiếm thị nói riêng, hội người mù nói chung. Chỉ thị còn là cơ sở để các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đề cao tinh thần nhân ái, ý thức trách nhiệm giúp đỡ đối với tổ chức hội người mù và giúp người khiếm thị hòa nhập cộng đồng. Sau hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 51 ngày 16 tháng 6 năm 2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 đã ban hành kết luận số 73 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 51 chỉ thị và kết luận của Đảng thực sự là động lực to lớn thúc đẩy toàn bộ hoạt động của hội trong suốt những năm qua. Sau khi kết luận số 73 của Ban Bí thư được ban hành, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 5099 ngày 21 tháng 7 năm 2010 chỉ đạo các bộ ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố giả soát các chế độ chính sách hiện hành đối với người mù, đề xuất sửa đổi bổ sung nhằm tạo điều kiện giúp đỡ người khiếm thị hòa nhập với cộng đồng. Trong 5 năm qua, nhờ phối hợp thực hiện tốt các nội dung của kết luận số 73, Hội người mù Việt Nam và các cấp hội cơ sở luôn được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương, các sở ban ngành đoàn thể, nhờ đó chất lượng ngày càng được nâng cao, đời sống hội viên được cải thiện hơn trước. Ông Phạm Văn Tuấn, chủ tịch Hội người mù tỉnh Hải Dương cho rằng, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, nhà nước và cộng đồng xã hội thực sự mang lại ý nghĩa to lớn cho cuộc sống của người khiếm thị kết luận 73 có thể nói là cái kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động. Ở đây thì cái điều quan trọng nhất đó là việc để cho các cái ban ngành thay đổi cái nhận thức về người mù và cái hoạt động của hội người mù trên cơ sở đó để có cái sự giúp đỡ kịp thời. Trong thực tế hoạt động của hội thì cũng còn không ít những cái khó khăn và cũng còn nhiều người chưa có đầy đủ nhận thức về người mù và cái hoạt động của người mù. Chính vì vậy tôi rất là mong muốn kết luận số 73 sẽ đi vào cuộc sống sâu rộng hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hội. Hội người mù tỉnh Bến Tre có gần 18.000 hội viên. Trước đây, hầu hết người khiếm thị trong tỉnh đều thuộc diện hộ nghèo, sống ở các vùng nông thôn, ít được học hành và tiếp cận với cơ hội việc làm. Vì vậy, người khiếm thị luôn mang nặng tâm lý tự ti do phải sống dựa vào gia đình. Năm năm qua, nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương, đã có nhiều người khiếm thị được tham gia vào tổ chức hội. Được sự giúp đỡ từ Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, hội đã tổ chức được 26 lớp dạy nghề tạo điều kiện cho nhiều hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình được ủy quyền quản lý nguồn vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm thông qua trung ương hội, hội đã lập 45 dự án giúp cho gần 500 lượt cán bộ hội viên vay để phát triển chăn nuôi trồng trọt và mở cơ sở sản xuất. Vui mừng trước những kết quả mà hội đạt được, ông Lê Văn Năm, chủ tịch hội người mù Bến Tre bày tỏ kết luận mấy ba đi vào lòng dân người mù bến tre cũng được hưởng phúc lợi mọi sự ưu ái của đảng nhà nước của nhân dân của các cơ quan đoàn thể và các cái nhà hảo tâm từ thiện họ giúp đỡ cho hội từ cái chỗ mà hội viên còn nghèo đưa đời sống của hội viên càng ngày càng khấm khá lên gia đình hạnh phúc rồi xây dựng việc nhà rồi mua sắm các thiết bị người mù bánh tre từ chỗ nghèo đói mà vượt lên thoát nghèo không chỉ được hỗ trợ về kinh tế hội viên người mù còn được tạo điều kiện tham gia vào các hoạt động chính trị và từng bước khẳng định được vị thế của mình trong năm năm qua, Hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập được chi bộ đảng của mình. Từ 3 đảng viên ban đầu, chi bộ đảng của hội đã phát triển lên 9 đảng viên. Theo ông Lê Văn Lộc, chủ tịch hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế, được đứng trong hàng ngũ của đảng là vinh dự to lớn, từ đó khích lệ người khiếm thị rèn luyện, phấn đấu hơn nữa để có thể góp tiếng nói của mình vào các hoạt động chung của xã hội. Chí bộ chúng tôi được thành lập là mấy năm, phải nói luôn luôn được sự chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy khối cũng như của tỉnh ủy trong cái việc tạo điều kiện giúp đỡ để chi bộ phát triển đảng viên mới và từng bước đẩy mạnh các cái hoạt động của các đoàn thể. Như gọi chi bộ thì chúng tôi cũng cập nhật được các cái chủ trương chính sách của tỉnh ủy, của trung ương cũng như của tỉnh. Chúng tôi có cái tiếng nói nâng cao về vị trí vai trò của tổ chức khối hơn so với trước. Ông Cao Văn Thành, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam nhấn mạnh, Kết luận số 73 đã khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về chính sách với hội người mù là rất lớn, thể hiện tính nhân văn, tinh thần, tương thân tương ái của dân tộc ta. Bên cạnh đó, ông Thành cũng hy vọng trong giai đoạn tới, việc triển khai thực hiện kết luận số 73 sẽ khắc phục được những hạn chế khó khăn hiện nay. Có nơi sự quan tâm và giúp đỡ thì có mức độ, thì có nơi thì là cán bộ hội thành lập rất là lâu rồi, thế nhưng mà vẫn chưa được hưởng phụ cấp hoặc là về bố trí phòng làm việc hoặc một số chương trình nội dung khác so với các tổ chức hội ở địa phương thì cũng không được quan tâm. Vì vậy chính sách nhà nước có rồi cơ chế có. Thế nhưng mà cái vấn đề quan trọng là cái người lãnh đạo đó là giúp đỡ như thế nào. Mặt khác, bản thân các cấp hội phải hoạt động tốt lên để các cấp ủy đảng chính quyền người ta thấy hoạt động tốt thì người ta sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Có thể khẳng định người khiếm thị là đối tượng còn gặp nhiều khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống. Việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả kết luận số 73 của Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ thực sự là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của tổ chức hội và ngày càng đem lại quyền lợi thiết thực hơn nữa cho những người khiếm thị. Thưa quý vị và các bạn, ra đời năm 1998, trong những năm qua Hội Người mù Hải Dương luôn được Hội Người mù Việt Nam đánh giá và ghi nhận là đơn vị có nhiều hoạt động đa dạng, mang lại sự thay đổi tích cực cho đời sống của người khiếm thị. Sau 5 năm thực hiện kết luận số 73, điều kiện để tổ chức hội cũng như người khiếm thị nơi đây có được sự phát triển ngày càng được quan tâm. Trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, phóng viên chương trình đã có nội dung trao đổi với ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hải Dương về những kết quả từ việc thực hiện kết luận số 73. Thưa ông Phạm Văn Tuấn, trước tiên ông có thể chia sẻ với các thính giả của chương trình một cách cụ thể hơn về sự quan tâm của chính quyền địa phương đã dành cho tổ chức hội cũng như những người khiếm thị ở Hải Dương từ khi kết luận số 73 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được ban hành ạ. Như ở tỉnh Hải Dương của chúng tôi, tỉnh ủy đã ra cái chỉ thị số 08 ngày 11 tháng 2 năm 2011 để chỉ đạo các cái tổ chức ban ngành đoàn thể để có cái sự giúp đỡ đối với người mù và hội người mù trên cái cơ sở đó thì các cái ban ngành đoàn thể mà có liên quan đến tất cả các cái hoạt động hội đã có cái sự hỗ trợ hoạt động hội hết sức là tích cực bên cạnh đó thì có cái sự hỗ trợ và giúp đỡ cũng quan tâm nhiều của mặt trận tổ quốc cũng như là đảng chính quyền ở các huyện thị xã thành phố từ đó nó tạo cái điều kiện thuận lợi cho hội mù tỉnh hải dương hoạt động có cái hiệu quả tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã tạo điều kiện cho hội người mù tỉnh hải dương và trung tâm phục hồi chức năng giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cấp một cái diện tích trên 1.000 mét vuông của ủy ban thành phố cũ để cho hội người mù tỉnh hải dương và trung tâm để chuẩn bị cho cái việc xây dựng trung tâm mới hội người mù huyện thanh miện và hội người mù huyện thanh hà thì cũng được cấp thêm diện tích để tạo điều kiện để mở rộng cơ sở sản xuất và dịch vụ bên cạnh đó thì mặt trận tổ quốc tỉnh cũng cấp thêm cái nguồn vốn từ quỹ ngày vì người nghèo là cái nguồn không có lãi để tạo điều kiện cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình và từ cái nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm của tỉnh như theo cái kênh của tỉnh thì cũng đã tạo điều kiện thêm cái nguồn vốn mới để cho hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình còn sở giáo dục cũng tạo điều kiện cho học sinh học hòa nhập có cái điều kiện học tập tốt bên cạnh đó thì như là ngành tài chính thì cũng tạo điều kiện về hỗ trợ ngân sách để tổ chức cho hội các cái hoạt động nó đạt được cái hiệu quả từ sự quan tâm một cách toàn diện như trên thì kết quả lớn nhất mà hội người mù tỉnh đã đạt được trong những năm qua cụ thể như thế nào thưa ông? Hội người mù tỉnh Hải Dương thì thành lập từ ngày 25 tháng 12 năm 1998. Từ năm 2001 đến nay thì hội người mù tỉnh Hải Dương luôn được Trung ương hội đánh giá là một đơn trong những đơn vị xuất sắc. Và năm 2014 thì khi mà Trung ương hội người mù Việt Nam sửa đổi cái quy chế thi đua khen thưởng tặng cờ khu vực thì hội người mù tỉnh Hải Dương là một trong ba đơn vị đầu tiên được tặng cờ xuất sắc của bên cạnh đó thì chúng tôi cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương là tặng bằng khen trong các cái hoạt động của từng năm. Qua 5 năm thực hiện kết luận số 73 thì ông nhận thấy từ phía hội đang còn những khó khăn tồn tại gì cần tập trung khắc phục trong thời gian tới ạ. Trong cái hoạt động của hội thì nó có cái thứ nhất là về cái, cái nhận thức, cái thứ hai là cái trình độ năng lực nhìn chung cái mặt, mặt bằng chung của cái đội ngũ cán bộ hội chưa được đồng đều đây là một trong những cái hạn chế mà ngay đối với hội người mù chúng tôi đang phải cố gắng hết sức là khắc phục bởi vì khi mà cái người cán bộ hội người ta có cái trình độ năng lực thì trên cái cơ sở đó người ta xây dựng kế hoạch rồi đề xuất với đảng chính quyền để mà có cái sự hỗ trợ giúp đỡ cho hoạt động hội thì cái hoạt động đó nó sẽ có cái hiệu quả hơn và một cái cực kỳ quan trọng đó là tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp cán bộ nhân dân để người ta có cái hiểu sâu hơn về cái khả năng của người mù và cái hoạt động của người mù để trên cái cơ sở đó người ta có cái sự thông cảm, sẻ chia và giúp đỡ kịp thời cho cái hoạt động của hội. Kết luận số 73 của Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo. Vậy để kết luận này triển khai thực sự có hiệu quả thì ông có thể chia sẻ một vài mong muốn của bản thân được không ạ? Trong cái thực tế hoạt động của hội thì cũng còn không ít những cái khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động và cái nhận thức của xã hội thì cũng còn nhiều người cũng chưa có đầy đủ cái nhận thức về cái người mù và cái hoạt động của người mù. Chính vì vậy mà để khắc phục những cái khó khăn này, tôi rất là mong muốn rằng cái kết luận số 73 sẽ đi vào cái cuộc sống sâu rộng hơn để trên cái cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi cho cái hoạt động của hội. Xin cảm ơn ông Phạm Văn Tuấn đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị là một trong những người đầu tiên trong hội người mù quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi con đường từ xoa bóp phục hồi sức khỏe, xoa bóp bấm huyệt đến châm cứu chữa bệnh. Hiện nay anh Trần Hoàng Huỳnh còn được mọi người nhìn nhận là một thầy thuốc y học cổ truyền. Phần cuối chương trình ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và làm quen với anh Trần Hoàng Huỳnh qua bài giới thiệu của tác giả Hoàng Trần. Sau khi mất đi ánh sáng vào năm 19 tuổi do bệnh viêm màng bồ đào. Huỳnh mất 2 năm để vượt qua những khó khăn do hoàn cảnh mang lại. Rồi Huỳnh được học chữ nổi, học văn hóa và học xóa bóp với mong ước có thể tự nuôi sống bản thân. Trong thời gian làm việc, anh còn tranh thủ tham gia các khóa học về massage, dài ấn huyệt do trường đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để cập nhật thông tin và tăng thêm hiểu biết cho bản thân về nghề. Đây là bước đầu tiên để anh có những tiếp xúc cơ bản trên thân thể khách hàng mà sau này là bệnh nhân như một trong bốn phép trần bệnh của y học cổ truyền. Có việc làm, có thu nhập nhưng anh nhận ra đây không phải là nghề mà anh có thể làm việc lâu dài vì những bất ổn sức khỏe, ăn uống thất thường, làm việc liên tục cũng khiến anh mắc căn bệnh lao phổi. Những bạn đồng nghiệp xung quanh cũng không có ai đủ sức để làm tốt công việc khi bước qua độ tuổi tứ tuần. Trong thời gian điều trị bệnh, anh tranh thủ thời gian ôn luyện lại các kiến thức khi tham gia các khóa học về y học cổ truyền và tiếp tục tham gia các khóa học về phương pháp châm cứu Nhật Bản do đoàn bác sĩ nước ngoài dạy tại mái ấm Thiên Ân. Nhờ được ôn luyện và bổ sung thêm những kiến thức về huyệt, về đường kinh, anh đã có thể nắm bắt về bệnh tật qua đôi bàn tay của mình. Dùng bàn tay để nhận diện bệnh tật là một trong bốn phép trần bệnh của y học cổ truyền cũng là thế mạnh của người mù. Càng học anh càng thêm say mê, vì càng học anh càng nhận ra đây sẽ là một hướng đi mới, một công việc mới của người mù. Sau các khóa học đó, anh Huỳnh chuyển từ xoa so bóp thư giãn thông thường sang xoa so bóp bấm huyệt. Trong quá trình học và thực hành, anh đã sáng tạo nhiều dụng cụ và cách thức sử dụng chúng phù hợp với người mù như cách làm thế nào hơn ngày cứu mà không bị bỏng. Với sự kiên trì học hỏi cùng sự dìu dắt hướng dẫn tận tình của các thầy lương y, anh Huỳnh học thêm về châm cứu, về thuốc về các phương pháp trị liệu khác của đông y truyền thống người mù học nghề y thì không khó nhưng hành nghề y thì lại không hề đơn giản khó khăn đầu tiên là từ bản thân người mù chưa vượt qua rào cản trong nhận thức của chính mình và một khó khăn khác nữa là niềm tin của cộng đồng ban đầu khi anh mới hành nghề thì không ai tin tưởng để anh chữa trị nhưng rồi dần dần từng mũi từng mũi kim được châm một cách chính xác thì niềm tin đã được cải thiện bệnh nhân của anh ngày một đông hơn anh cho biết có thêm nhiều bệnh nhân tin tưởng khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục đào sâu, nghiên cứu kỹ hơn cách điều trị các bệnh theo y học cổ truyền. Người mù thiệt thòi về đôi mắt không thể vọng trần, tức là chẩn đoán bệnh bằng cách nhìn, thì ngược lại được bù trừ bằng đôi tay rất nhạy cảm. Đó là lợi thế. Trải qua quá trình học tập thực hành 4 năm, anh tiếp tục tham gia nhiều khóa học khác tại Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi nhận được chứng chỉ kỹ thuật viên châm cứu. Cứ vậy vừa học vừa làm, anh có thu nhập cho bản thân Ngoài ra anh còn tham gia những chuyến đi cùng đoàn bác sĩ nước ngoài đến các tỉnh thành hội giới thiệu về bộ môn châm cứu dành cho người mù. Tuy nhiên, điều trăn trở lớn nhất của anh đó là làm thế nào để có được công việc và thu nhập ổn định. Anh mang nỗi niềm tâm sự với vợ và một người bạn thân. Vì thiếu kinh phí nên cả hai quyết định trình với ban chấp hành của huyện hội Tân Phú về ý định mở một phòng trần trị y học cổ truyền tại trạm y tế để tìm hướng giải quyết. Huyện hội hết sức ủng hộ, hướng dẫn anh làm các thủ tục để được tiếp cận nguồn vốn vay. Từ số tiền vay ban đầu, anh bắt tay vào xây dựng phòng khám đông y. Sau 2 năm hoàn trả số tiền vay, anh lại được hội tin tưởng giải quyết cho vay thêm từ nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm để phát triển cơ sở. Từ nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm để phát triển cơ sở. Hiện tại phòng khám của anh vẫn đang dần hoàn thiện. Anh và vợ hàng ngày cùng làm việc, khám bệnh, châm cứu, hốt thuốc cùng nhau. Mọi việc từ châm cứu, chẩn bệnh đến sử dụng dao cầu, anh đều làm một cách thành thục. Để tri ân đến hội và những người thầy đã chỉ bảo mình, anh huỳnh đã và đang nhận hướng dẫn lại những kiến thức trị liệu bằng bàn tay cho những anh em khiếm thị yêu nghề và các bạn sinh viên y dược hoàn toàn miễn phí mơ ước nhân rộng mô hình này để anh em khiếm thị có cơ hội tạo việc làm lâu dài là một trong những động lực thúc đẩy anh cố gắng suốt thời gian qua hay như cách nói giản dị của anh đó cũng là cách anh noi gương thầy nguyễn đình triều tiếp thêm niềm tin cho người mù tin vào bản thân sống học tập làm việc có ích cho cộng đồng xã hội quý thính giả thân mến, chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Những người làm chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác và đóng góp của quý thính giả. Thư và bài viết, quý vị có thể gửi tới chương trình theo địa chỉ. Chương trình Niềm tin ánh sáng kênh Giao thông Quốc gia Đài tiếng Nói Việt Nam, tầng 10 số 58 Quán sứ Hà Nội hoặc thư điện tử Niềm tin ánh sáng a.gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.